Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với sản phẩm tiếp theo của Japan Vip. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một chiếc máy sấy bát diệt khuẩn của Mitsubishi có mã là TK-ST11-H. Giờ mình sẽ bóc hộp cho các bạn xem. Theo máy thì sẽ một quyển catalog hướng dẫn các bạn lắp đặt và sử dụng. Quyển catalog này sẽ bằng tiếng Nhật. Khi các bạn mua hàng bên mình thì bên mình sẽ có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Đây là cái khay để bát này. Tháo ni lông ra quần lắp lại. Bát đũa thì các bạn, bát và đĩa các bạn sẽ cúp bên đây. Nó sẽ có một cái giá này là để đũa, muôi thìa, bạn lắp vào bên cạnh. Bên cạnh của máy thì nó sẽ có một cái khay chứa nước này. Mỗi lần các bạn sấy bát xong thì nước nó sẽ vào đây, các bạn rút ra các bạn đổ đi. Không thì các bạn có thể nối trực tiếp con thôi, theo máy sẽ có một cái ống này, các bạn có thể nối trực tiếp vào cái khay này, có một cái cao su này. Có thể tháo cái cao su đen này, trực tiếp cái ống này, xong các bạn thả cái ống này xuống cái bồn rửa bát các bạn, thì mỗi lần các bạn sấy nước nó sẽ tự thả xuống dưới, các bạn không phải rút ra để đi đổ. Nếu mà các bạn nào muốn gọn thì cứ để nguyên cái khay nước ở đây. Bên dưới của máy thì nó sẽ có một cái khay này. Cái này là để các bạn có thể để dao kéo hoặc các loại muôi to ấy, mà các bạn không có thể để vừa lên cái ống này thì các bạn có thể cho xuống đây, các bạn cho vào đây nó sẽ sấy cả bên dưới nữa. Giờ mình sẽ thử cắm điện cho các bạn xem. Giới thiệu qua một chút thì đằng sau của máy nó sẽ có các thông số của máy. Đó, như là modem này, TK-ST11 này, điện áp 100V này, nó là hàng nội địa nên là điện áp của nó sẽ là 100 hoặc 110, công suất của nó là 256W. Thì nếu mà nhà bạn nào mà chưa có nguồn điện 100 ấy, thì các bạn có thể mua một chiếc ly bao đủ nguồn công suất tầm 400VA trở lên sử dụng. Bên này là năm sản xuất là năm 2020. ở đời mới nhất bây giờ. Giờ mình sẽ cắm điện cho các bạn xem. Đây là mặt trước cái menu sử dụng của máy đây. Máy này thì sử dụng nó rất là đơn giản, nó sẽ chỉ có hai nút, một nút bật và nút tắt. Nút bật này nó sẽ chỉnh được hai tốc độ, hai kiểu sấy đây. Một kiểu sấy là 25 phút và một kiểu sấy là 50 phút. Các bạn nếu mà các bạn sấy bình thường, ví dụ các bạn rời nồm các bạn trước khi ăn ấy, thì các bạn sấy tầm 25 phút thôi. Còn khi mà bạn mới rửa bát xong thì các bạn để sấy hẳn 50 phút thì nó mới khô được kiệt này. Thì cái hơi nóng sẽ ra ở đằng sau máy đây, ấm sẽ ra cái khe này. Nó vừa sấy nóng và nó sẽ có cả diệt khuẩn cho các bạn. Chiếc máy này thì rất tốt cho nhà nào mà hay có trẻ em mà có cái bình sữa ấy, mình hay phải sưởi cái bình sữa thì mình dùng máy này. Hoặc là nhà dày nồm thì bát đĩa này đũa sẽ không được khô thì các bạn dùng máy này rất là tốt. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc video của sản phẩm này của mình. Các bạn có thể đăng ký kênh của mình ở ngay dưới video để theo dõi và cập nhật những sản phẩm hàng nội địa Nhật mới nhất trên thị trường. Xin chào các bạn, xin cảm ơn.